Thưa quý vị, trong phiên họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ khai mạc vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo và trình nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội. Tờ trình thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tờ trình phương án phân bổ ngân sách địa phương cùng các tờ trình chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023-2025, thống nhất chương trình phát triển đô thị thành phố Tây Ninh, đề án phân loại đô thị thành phố Tây Ninh, đô thị loại 2, tờ trình ban hành nghị quyết hỗ trợ giá nước sinh hoạt, nghị quyết đầu tư phát triển sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2024-2030. Trong lĩnh vực đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình tờ trình ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đường Trường Hoa - Cha Na, tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 1, tờ trình ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng. Các nội dung trình ra kỳ họp Hội đồng Nhân dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến và thống nhất trong các phiên họp thường kỳ tháng 11. Nhận định về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2023, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh những nỗ lực lớn của tỉnh vượt qua khó khăn của năm 2023. Trong cái năm 23 thì cả nước nói chung, các địa phương đều khó, trong đó có Tây Ninh vẫn còn những cái mặt rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta cũng nỗ lực quyết tâm nên là cái kết quả mà như hôm nay đó là phải nói là rất khích lệ. 13 trên 20 cái chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt. Và trong đó có những cái chỉ tiêu mà 6 tháng đầu năm chúng ta tưởng khó đạt, không đạt, đó là thu ngân sách. Như vậy thì cái đây là cái sự nỗ lực rất lớn rồi. Trong cái điều kiện khó, mặc dù là cái đầu tư trong nước thì giảm do cái năng lực, rồi cái phục hồi của doanh nghiệp trong nước nó còn phải có thời gian. Nhưng mà đầu tư nước ngoài thì Tây Ninh vẫn đứng ở trong top 15. Tỉnh thành phố thu hút được cái đầu tư nước ngoài cao thì đây cũng là một cái nói lên cái Tây Ninh cũng đang là vẫn là giữ được cái điểm đến của nhà tư nước ngoài. Những nội dung được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cơ sở cho thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng phát triển đô thị, đảm bảo an sinh xã hội. Chính vì thế mà lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh nỗ lực nhiều hơn nữa đối với việc triển khai các nội dung, các lĩnh vực. Đề nghị các huyện đó là các chỉ tập trung cho hai cái nhiệm vụ trong cái chương trình mục tiêu quốc gia là cái giảm nghèo với cái nông thôn mới. Các cái chương trình mục tiêu giảm nghèo thì vừa rồi khi họp với các huyện đó là các đồng chí đảm bảo là giải ngân hết, thì đề nghị các đồng chí tập trung giúp. Các huyện phải tiếp tục là tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, thì các huyện là phải tiếp tục, huyện nào đã thu vượt thì tiếp tục là thu vượt hơn, tức là chúng ta sẽ huy động các nguồn lực thu ngân sách đúng quy định. Những cái dự án mà nó đang giai đoạn dở dang, trước đây đã có thực hiện công tác là kiểm điểm điều tra thì tiếp tục trình cho hội đồng giải đất của tỉnh, còn cái dự án mới hoàn toàn hết thì để cho các huyện, mà có những dự án cần phải có cái mặt bằng để chúng ta mới đầu tư, mới giải ngân được. Cái này nó liên quan liên tiếp với nhau, nên đề nghị các đồng chí hết sức là quan tâm cái vấn đề đó. Mong đợi của người dân Tây Ninh là những hoạch định, những chính sách sẽ được ban hành, cấp cơ sở phát huy vai trò vị trí của cán bộ cơ sở trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.